Ngọc Thơ Thời báo.d kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Nguy cơ tha hóa do nắm giữ quyền lực tuyệt đối và thách thức trong việc chọn người kế vị. AFA tiếng Việt ngày 13 tháng 2 đã giới thiệu bài bình luận của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên trưởng khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, bàn về tình trạng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay bài viết có tựa đề quyền lực vô đối của ông tổng bí thư đảng nguy cơ tha hóa và thách thức kế vị hình ảnh bài viết trên trang afa theo tác giả chế độ toàn trị xô viết đã cho thấy quyền lực của đảng cộng sản là vô hạn và được cá nhân hóa trong người đứng đầu đảng giúp ông ta cai trị suốt đời dù là stalin ở liên xô hay mao trạch đông ở trung quốc họ đều là điển hình cho thấy việc kế vị của họ không thành công dẫn đến những khủng hoảng thể chế này việc chế độ quay lại toàn trị cho thấy dấu hiệu quyền lực của Tổng bí thư đảng là vô đối, đồng thời với nguy cơ tha hóa và thách thức kế vị. Tác giả phân tích, thực tế quá trình tái lập mô hình chế độ này ở Việt Nam cho thấy vai trò to lớn của Tổng bí thư đảng ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng được đào tạo bài bản về chuyên ngành xây dựng đảng và là nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp cho chế độ. Cú huyết trở lại chế độ toàn trị đã bắt đầu trong nhiệm kỳ 11 2011-2016. Khi có sự tranh chấp quyền lực giữa Tổng Bí thư Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô. Như đã biết, trong sự dàn xếp nội bộ, ông Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ 12 và nguyên Thủ tướng Dũng nghỉ hưu năm 2016. Tác giả cho rằng đây là bài học đắt giá cho Đảng Cộng sản và cá nhân ông Tổng Bí thư để quyết tâm và kiên trì củng cố chế độ, thúc đẩy toàn trị. Trước hết là việc sửa đổi ban hành mới các quy chế của đảng một cách bài bản, trong đó ông Nguyễn Phú Trọng được mô tả là bậc thầy về các quy định. Đây là cơ sở đảng luật cho phép tập trung cao độ quyền lực đảng, nhưng nhiều quy định đi ngược xu hướng thể chế hóa, vốn đảm bảo cho sự dẻo dai của chế độ. Tác giả nhấn mạnh ông Trọng đã lên án các quan tham, ăn không chừa thứ gì, không có thể xoa dịu sự bất bình của xã hội. Vượt qua trở ngại, kỷ luật hết quan chức thì lấy ai làm việc, của bộ phận quan chức dao động để trở thành lãnh đạo có bản lĩnh cách mạng. Vì vậy, ông đã là trường hợp đặc biệt để tiếp tục cương vị tổng bí thư đảng nhiệm kỳ thứ ba. Nhờ phát động chiến dịch đốt lò và thúc đẩy nó lên đến vùng cấm, nhằm mục đích kép, vừa lấy lại niềm tin của dân, vừa ngăn ngừa sự tranh chấp từ giới tinh hoa cung đình. Hình ảnh lễ bàn giao của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chiều ngày 4 tháng 2 tuy nhiên mọi chuyện lại không như ý ông tổng khi mà dư luận đang có ngày càng nhiều những ý kiến đòi hỏi phải có sự minh bạch và lý do ông chủ tịch nước bị bãi nhiệm sau lời thanh minh của ông cựu chủ tịch nước thiếu cơ chế công khai minh bạch và giải trình trách nhiệm trước dân thì chống tham nhũng cũng không thể có hiệu quả chế độ đảng nhà nước liệu có thể mạnh lên khi công dân yếu đi đây là một biểu hiện của sự tha hóa tuyệt đối của quyền lực tuyệt đối tác giả phân tích dù có anh minh đến mấy thì cũng chẳng có vị vua nào hay ông tổng bí thư nào có thể sống mãi để cai trị và kế vị luôn là vấn đề thách thức thời phong kiến tập quyền có thiên luật cha truyền con nói người kế vị phải được nuôi dưỡng huấn luyện sao cho đủ anh minh và bản lĩnh để cai trị mô hình toàn trị không có được điều này dưới thời độc đoán của trung quốc nhân vật kế vị có thể được biết trước được đôn lên và thử thách nhưng dưới thời tập cận bình đã không còn và ông ấy đã làm nhiều việc để có thể cai trị suốt đời. Ở Việt Nam, hai nhiệm kỳ đảng 12 và 13 phải áp dụng trường hợp đặc biệt đối với ông Tổng Bí Thư đã cho thấy sự chuyển giao quyền lực đang gặp thách thức thế nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Nguy cơ tha hóa do nắm giữ quyền lực tuyệt đối và thách thức trong việc lựa chọn người kế vị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d Chấm để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d Chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ ông Nguyễn Phúc Hải và năng lực bảo đảm an ninh hàng không của Việt Nam. Đêm 28 rạng sáng ngày 29 tháng 1, nghĩa là cách nay nửa tháng Gia đình chị Thúy Nguyễn làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Nội Bài Hà Nội để đến Narita, Nhật Bản. Trong khi chờ làm thủ tục hải quan thì các con của chị cần dùng nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, hai đứa trẻ 5 tuổi và 6 tuổi chạy đến chỗ ông bà của chúng đang làm thủ tục. Ngay lúc đó, một cán bộ hải quan tên Nguyễn Phúc Hải đưa người nhà vào làm thủ tục trực tiếp chứ không xếp hàng như mọi người. Người này quát đuổi bà của hai đứa trẻ ra khỏi hàng. Chị Thúy đã góp ý với cán bộ hải quan này cả về thái độ lẫn lối ăn nói. Nhưng anh này mắng lại chị rằng, chị thuộc loại mà anh ta không cần phải lịch sự. Hình ảnh cán bộ hải quan gây áp lực yêu cầu khách xuống máy bay, xóa bài Facebook. Ngay trong đêm, chị Thúy Nguyễn đưa cả ảnh của ông Hải và câu chuyện vừa xảy ra lên rất Facebook OFFB, còn có tên khác là Hống Biến Hà Nội. Nhóm này có tới 1,1 triệu thành viên. Nhưng ông Hải đã sai một nhân viên của cảng hàng không nội bài lên máy bay, yêu cầu chị Thúy Nguyễn và hai đứa trẻ mang hành lý rời khỏi máy bay để kiểm tra lại hành lý. Tuy nhiên, vì máy bay sắp cất cánh và nếu xuống thì sẽ khiến cho cả chuyến bay bị trễ, nên tiếp viên hàng không đã không cho nhân viên này đưa ba mẹ con của chị Thúy xuống. Sau đó, đích thân ông Hải từ bên ngoài bước lên vào máy bay, lấy giấy bút yêu cầu chị viết cam kết xóa bài đăng và không được sử dụng hình ảnh Vụ việc ngay lập tức ồn ào trên truyền thông, nhưng lãnh đạo Chi cục Hải quan Phi Trường Nội Bài khẳng định đó là việc của hai cá nhân, không liên quan đến quy trình thực hiện thủ tục hải quan của chi cục đối với hành khách xuất cảnh. Vì vậy, họ chỉ nhắc nhở ông Hải mà thôi. Chỉ đến khi công chúng và báo chí phẫn nộ 3 ngày sau, ngày 2 tháng 2, Tổng cục Hải quan mới phản hồi. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ảnh, với tinh thần không bao che và xử lý nghiêm vi phạm nếu có, tổng cục hải quan đã chủ động khẩn trương giao vụ thanh tra kiểm tra chủ trì vụ tổ chức cán bộ phối hợp lập đoàn thanh tra kiểm tra xác minh và làm rõ vụ việc nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định đảm bảo giữ vững kỷ cương kỷ luật của cán bộ công chức ngành hải quan báo người lao động dẫn lời đại diện của tổng cục hải quan khẳng định hình ảnh tổng cục hải quan lên tiếng tổng cục hải quan cũng khẳng định sẽ thông tin đến các báo đài ngay khi có kết quả kiểm tra xác minh vụ việc tuy nhiên đã nửa tháng trôi qua tính từ ngày xảy ra vụ việc nhưng vẫn hoàn toàn không có thông tin gì mới thậm chí đoàn thanh tra có được lập ra hay không cũng không ai biết ai cũng biết ngành hàng không là một lĩnh vực yêu cầu sự tuân thủ nghiêm ngặt cả về thủ tục lẫn quy trình kiểm tra giám sát để bảo đảm an ninh cho cả hành khách lẫn các sân bay nơi máy bay đi và đến tại sao một nhân viên hải quan có thể tùy tiện ra lệnh cho một nhân viên của sân bay yêu cầu hành khách đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và đã an vị trên máy bay phải rời khỏi khi máy bay chuẩn bị khởi hành một chuyến bay bị trễ không chỉ ảnh hưởng đến hành khách của chuyến bay đó mà còn ảnh hưởng đến những chuyến bay khác những hãng hàng không khác và những sân bay khác hình ảnh bài bình luận trên voa về vụ việc này bình luận về vụ việc này nhà báo trần văn đã có một bài viết đăng trên blog voa nhận xét rằng scandal mà ông nguyễn phúc hải tạo ra không chỉ liên quan đến chi cục hải quan nội bài hay tổng cục hải quan việt nam và chắc chắn không phải chỉ là vụ việc mang tính chất cá nhân trong giao tiếp xảy ra ngoài khu vực làm nhiệm vụ đó là câu chuyện liên quan đến ý thức năng lực bảo đảm an ninh hàng không của bộ phận quản lý điều hành phi trường nội bài và cục hàng không việt nam nhưng không hiểu vì sao cả hai nơi này im lặng xem như không phải là chuyện của họ icao hay những cơ quan kiểu như tsa cục an ninh vận chuyển của mỹ sẽ không xem đó như là sơ xuất trong giao tiếp khi thẩm định theo định kỳ lúc đó thân thế của ông hải cỡ nào không biết có đỡ được không quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin vụ ông nguyễn phúc hải và năng lực bảo đảm an ninh hàng không của việt nam quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d